ngày mùng 3 tháng 6, Thánh Carolo Wanga và các bạn tự đạo. Kitô giáo còn hoàn toàn mới lạ đối với Phi Châu, cho tới khi việc truyền bá đạo Công giáo bắt đầu khai mào từ năm 1879. Các linh mục là những tu sĩ dòng thừa sai Phi Châu. Các ngài được mọi người biết đến dưới tước hiệu các cha áo trắng, vì các ngài mang bộ tu phục màu trắng. Vua Wanga chẳng biết Kitô giáo rao giảng những gì, nhưng ông cảm thấy bực mình khi một tín hữu Công giáo là Giuse Casa khiển trách lối sống của ông. Vua đã sát hại một nhóm Kitô hữu và cả vị giám mục thân yêu của họ. Vua cũng can dự vào sinh hoạt đồng tính luyến ái. Ông đặc biệt ưa thích các chú tiểu đồng. Rồi sự bực mình của vua trở nên phẫn nộ và căm thù đối với Giuse Casa và tôn giáo của ông. Một số giới chức tham lam của nhà vua đã kích động tâm trạng vua với những lời xu nịnh gian trá. Thế là vào ngày 18 tháng 11 năm 1885, Giuse Casa bị đem ra xử trảm. Cuộc bắt hại khủng bố bắt đầu. Trước khi nó kết thúc, hàng trăm người đã bị thiệt mạng. 22 người trong số họ được tôn phong lên bậc hiển thánh. Với cái chết của Giuse Casa, Carolo Wanga trở thành thầy dạy đạo chính yếu cho các chú tiểu đồng của vua. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1886, vua Wanga nhận thấy một số tiểu đồng của ông là tín hữu Công giáo. Ông cho gọi Denis Sebuwago vào. Ông hỏi có phải Denis đã dạy đạo cho các chú tiểu đồng không? Denis trả lời phải. Nhà vua liền chụp lấy ngọn giáo của mình và phóng xuyên qua cổ họng của chàng thanh niên. Rồi ông la lớn tiếng không cho phép ai được rời khỏi tổng hành dinh của ông. Tiếng trống đấu tranh vang lên thâu đêm. Trong một căn phòng kín ẩn, Carolo Wanga đã bí mật rửa tội cho bốn chú tiểu đồng. Một em trong bọn trẻ là Thánh Kizito, chú bé 13 tuổi, có tính tình vui tươi quảng đại. Kizito là người bé nhất trong nhóm. Thánh Carolo Wanga thường hay bảo vệ Kizito thoát khỏi lòng ham muốn dâm dật của vua Wanga. Hầu như 20 vị thánh tự đạo Uganda này đã bị giết chết trong cùng ngày mùng 3 tháng 6 năm 1886. Các ngài bị bắt đi bộ chừng 59 cây số đến nơi hành quyết. Sau ít ngày bị giam tù, người ta ném các ngài vào một đống lửa lớn. 17 người trong số ấy là những chú tiểu đồng thuộc vương gia. Một trong các cậu bé tự đạo là Thánh Baga. Hôm ấy, chính thân phụ ngài là người đao phủ. Một vị tự đạo khác là Thánh Andre Wanga, mất ngày 27 tháng Giêng năm 1887. Cũng ở trong số 22 vị tự đạo được Đức Thánh Cha Phaolô VI tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1964. Carolo Wanga là thánh bổn mạng của giới trẻ da màu Phi Châu. Ngài và các bạn tự đạo đã hết sức hiểu rõ và quý trọng ơn đức tin của mình. Các ngài đã là những anh hùng. Chúng ta hết thảy hãy cầu xin cùng Thánh Carolo Wanga và các thánh tự đạo Phi Châu này. Hãy xin các ngài chỉ cho chúng ta biết cách làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và giáo hội như các ngài. Tin mừng nét.